tình liên đới trong đại dịch bài của linh một tại duy truyền trong năm đại dịch covid người ta thấy rất nhiều câu nhiều cách đề xướng tình liên đới để chung tay đẩy lùi dịch bệnh và liên đới chia sẻ cứ giúp nhau trong cơn đại họa này tại một nhà tù bên ý các tù nhân đã thực hiện một biểu ngữ chúng tôi ở bên trong xin các bạn hãy ở nhà những tù nhân đã đau khổ vì phải sống cách ly xã hội Nay do đại dịch các buổi thăm trực tiếp của gia đình và người thân bị đình chỉ, họ đã nêu cao biểu ngữ này để nhắc nhở người thân hãy ở nhà để chung tay để lùi dịch bệnh. Khi dịch bệnh bắt đầu xuất hiện vào tháng 12 năm 2019, nhiều người nghĩ rằng chỉ những ai bị nhiễm bệnh mới phải cách ly. Thế rồi, dịch bệnh mỗi ngày một lan rộng trong cộng đồng thì người ta mới biết đến một sự liên đới của toàn thể xã hội. Người bệnh được cách ly tại bệnh viện Người không bệnh thì cách ly tại nhà. Đây là sự liên đối trách nhiệm để cùng nhau ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Bởi biến cố, Chúa Giêsu chỉ phép rửa của Do tại sông Giọt Đơn là một khởi đầu cho một chuỗi những liên đới với tội nhân. Ngài đã chấp nhận đứng chung với tội nhân để gánh lấy hậu quả của tội lỗi nhân gian. Hậu quả của tội lỗi là đau khổ, là sự chết. Chúa Giêsu đã gánh lấy tội nhân loại khi phải sống kiếp người đầy thăng trầm và khổ đau. Ngài gánh lấy tội nhân loại khi bị kết án, tẩy chay, loại trừ. Ngài còn gánh lấy tội nhân gian khi bị chết treo trên thập giá để đền thay tội lỗi nhân gian. Ngài hiến dân mạng sống mình thành của lễ giao hòa với Thiên Chúa Cha qua cuộc tử nạn và phục sinh của Ngài. Mà nhân loại chúng ta được giao hòa với Chúa Cha, được gọi Thiên Chúa là Cha và được thừa tự phần phúc thiên đàng do công phúc của Chúa Giêsu. Vâng, Đức Giêsu thành Nazareth là Thiên Chúa, là đấng thánh thiện vô cùng đã mặc lấy thân xác con người. Ngài đã trở nên giống con người mọi sự ngoại trừ tội lỗi. Ngài tự nhận mình là tội nhân khi hòa mình vào dòng người tới nhận phép sự của Do An. Hành vi này như muốn dạy con người chúng ta hãy biết liên đới trách nhiệm với tha nhân. Liên đới để giúp nhau thăng tiến, liên đới để sống cảm thông, chia sẻ với nhau tình liên đới sẽ giúp con người chung sống hòa bình với nhau và cùng nhau xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn nếu cuộc đời con người biết sống có tình liên đới thì cuộc đời đẹp biết bao người ta sẽ lá lành đùm lá rách chị ngã em nâng nếu cuộc đời ai cũng có trách nhiệm liên đới với người nghèo người bệnh tật người bất hạnh thì cuộc đời hạnh phúc biết bao người ta sẽ không có thái độ dẫn dưng với nhau nhưng biết chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau và chắc chắn sẽ không có những phận người cô đơn, bùng tuổi Nếu cuộc đời ai cũng cảm thấy có trách nhiệm với cả những lỗi lầm của người khác Thì xã hội sẽ thăng tiến biết bao Vì ai cũng nỗ lực sống chu toàn bổn vọng của mình Sống gương mẫu và chắc chắn sẽ không làm gì để gây gương mù gương xấu cho tha nhân Ước gì tình điên đới của con người luôn là mối dây hiệp nhất yêu thương Để tình người mãi gắn kết và cùng nhau xây dựng một xã hội ngày một tốt đẹp hơn. Amen. Bài của Linh Mục Joseph tại Duy Tuyền